Xin chào bà, xin chào thầy, xin chào cả lớp. Ngoài những ý kiến các bạn ra thì mình còn thấy một cái là con đại bàng á, thì nó ngắm chính vào cái mục tiêu của nó không có để ý bên ngoài, và khi nó bắt được mục tiêu của nó rồi thì nó cũng khi mà bị tấn công á thì nó rất là bình tĩnh, nó dùng mưu trí của mình để làm sao mà cái mục tiêu của mình đạt được để mang về tổ cho con. Còn lại cái con chim sẻ thì khi nó ăn á thì cái nó cứ giáo giác nó nhìn không à, nó sợ bị một cái kẻ nào đó tấn công nó, và khi nó không cảm thấy an toàn là nó bay đi liền. Em có bổ sung thêm ý vậy, cảm ơn thầy và cả lớp. Đó, cái đặc thù lớn nhất trong hai cái video này là các bạn thấy là cái con đại bàng là nó tĩnh lặng và con chim sẻ là nó động. Hai cái yếu tố này trong nhân tướng học nó xem nhiều, tĩnh và động. Con đại bàng nó vồ một con mồi, nhưng cái hành vi thì nó động, nhưng tâm của nó thì động hay tĩnh. Tại nếu mà tâm của nó động thì khi con rắn cắn nó là nó vứt con rắn đi ngay. Tâm của các bạn mà lo lắng mà bị động á là khi có đối thủ nó tấn công lại các bạn bỏ chạy. Còn đây đối thủ tấn công, con đại bàng nó cứ bình tĩnh như không, nó buông một chân nó xử lý tiếp. Đến khi nó xử lý xong, nó bay về tổ, các bạn thấy cánh của nó có thèm vỗ không? Chả thèm vỗ nữa. Nó lượn một vòng đầu về tổ, mổ cho con ăn, nó tỉnh queo. Như là cuộc đời chưa có cái gì xảy ra vậy. Người nào mà các bạn có cái tố chất đó từ thời còn sinh viên hoặc công nhân mà có tố chất này, từ đó nên tuyển về. Sau này nó làm sếp đấy. Cái chuyện nó học, nó làm công nhân kệ nó, bằng cấp nó thấp kệ nó, nhưng nó có tố chất của đại bàng. Năng lực của sự tĩnh lặng nó nằm đâu trong bát chánh đạo? Bạn nào học chánh kiến 2 rồi, nó là năng lực của định. Không có định, không có sự tĩnh lặng được. Nó là một chi phần của nghị lực đấy. Tĩnh và động. Con chim sẻ nó ăn nó cũng động, nó chui vào tổ nó cũng động, nó cũng lo lắng bất an, nó thò đầu ra khỏi tổ, nó nhìn trước nhìn sau, nó mới thụt đầu vào. Tức là lúc nào nó cũng lo lắng bất an ấy. Các bạn tiếp xúc với một người tiến sĩ, thạc sĩ thì tôi không biết, nhưng mà cứ suốt ngày lo lắng bất an thì người đó không làm được việc. Nói một tí là lo. Mà cái người lo lắng bất an thì hay lý do hay là hay nhận trách nhiệm về mình? Hay lý do. Người bình tĩnh họ có xu hướng nhận trách nhiệm về mình. Còn người lo lắng bất an là chuyên gia đổ lỗi thôi. Động và tính. Phải lưu ý hai yếu tố này nha. Con đại bàng phải đi săn, còn con chim sẻ có sẵn. Chúng ta nhìn vào những cái nhân viên của chúng ta, mà nhân viên nào mà các bạn làm hộ nó nhiều quá, cái gì cũng có sẵn, nhân viên nó không tiến bộ được. Các bạn nuôi con cũng thế, đứa trẻ nào mà được ba mẹ có người giúp việc, tủ lạnh có đầy đủ hết, chả còn thiếu cái gì. Gia đình hơi tí là có người giúp việc làm hộ, đứa trẻ đó khó nên người. Vì các bạn đang nuôi kiểu chim sẻ, có sẵn thì nó sinh thụ động, có sẵn sinh thụ động, phải đi săn sinh chủ động. Mà chủ động thì sinh ra tâm thế của người làm chủ, thụ động thì sinh ra tâm thế của người làm công. Nên từ hồi nhỏ tí này là các bạn biết cách giáo dục con, là lớn lên tự nhiên nó trở thành người làm chủ à? Còn không biết giáo dục cả đời nó làm công không xong. Nên các bạn tuyển dụng nhân sự cũng thế, các bạn cứ thấy một cái nhân sự nào nó vô 1-2 tuần mà thấy cái gì nó cũng chủ động tìm việc để nó làm, từ những việc rất nhỏ. Nhưng đứa đó chúc mừng, đứa đó không sớm nên muộn lên làm sếp. Còn cái đứa nào nó có bảo sếp chưa giao việc nên em chưa có việc gì để làm là đứa đó dứt khoát làm nhân viên. Có mấy kỳ tôi tuyển trưởng phòng nhân sự, nên một số cái vị trí kỳ tôi tuyển vô, bạn nó còn phải email hỏi tôi, trưởng bộ môn hỏi tôi: anh ơi, đầu mục công việc của em là gì? Tôi bảo chịu, tự vô mà tự tìm hiểu đi. Tôi chả biết đầu mục công việc của em là gì đâu. Bạn ngạc nhiên lắm. Thì bạn nào mà bị câu hỏi đó
Cái câu trả lời như thế mà ngạc nhiên thì tôi đánh giá bạn nó chỉ trung bình đến khá thôi, không bao giờ giỏi được. Dù có 20 năm làm nghề nhân sự mà hỏi câu đó là tôi đánh giá thấp. Vì mình tuyển bạn nó vô để bạn ấy tự chủ động tìm hiểu về công việc và đưa lên đề xuất cho mình duyệt thì đấy mới là người biết làm việc. Còn phải chờ sếp giao KPI rồi mới làm là người đó là tâm thế của nhân viên. Chức vụ thì là sếp nhưng tâm thế là của một người nhân viên thì rất khó giỏi. Thì hầu hết chúng ta là như thế, nhiều lắm. Tĩnh và động thì cái này biết rồi, tĩnh thì dẫn đến bình tĩnh và an nhiên tự tại, động thì dẫn đến hấp tấp và ẩu thả. Cái người ẩu là họ thường hấp tấp, thường tâm ở bên trong nó bị động. Các bạn đi xe gắn máy dọc đường, có một chiếc xe tải, một chiếc xe container ở phía đằng sau, nó đi song song với mình, nó đuổi gần kịp mình, cho nó bấm còi một cái bíp một cái rất to. Tâm của các bạn tĩnh thì thoát, tâm của các bạn động lặn ngã lăn quay ra chết ngay. Tôi thấy rất nhiều cô nữ chỉ bị xe tải nó đi ngang, nó bấm còi mà bỗng chết, bấm còi ngã ra là nó cán chết, vì tâm bị động. Cái tâm động nó lo lắng bất an, nó cứ xảy ra, rồi một cái gì nó tác động, đột nhiên nó tác động mạnh vào cuộc đời của mình là mình gãy đổ lên. Tôi có anh bạn tâm động này, 10 năm sau từ Biên Hòa lên Sài Gòn chơi, phỏng vấn làm ở Fujitsu Biên Hòa, kỹ sư của Fujitsu đấy. Rồi lên Sài Gòn sau 10 năm chán rồi, chuyển doanh nghiệp, phỏng vấn đậu, đến nhà tôi khoe tao đậu rồi mày ạ. Rồi chạy xe về Biên Hòa, rồi hai hôm sau báo đăng chết rồi, bị xe container nó cán chết dọc đường ở ngay cầu Đồng Nai. Vì tâm thằng này nó động lắm, từ hồi tôi học chung với nó tôi đã biết nó động lắm. Nó chẳng ngồi im được cái gì, ngồi một lúc rồi nó ngọ nguậy, nó lật cái nào lật cái kia, nó cũng chẳng đọc hết được quyển sách nữa. Nên nó bị động. Cái người động là rất nhiều rủi ro xảy ra. Cái người tĩnh mới đổi. Tất nhiên tĩnh nó phải tĩnh trên nền tảng của sự quan sát dẫn đến tĩnh lặng, chứ không phải là tĩnh theo kiểu ngu si mà tĩnh lặng. Hai khái niệm khác nhau nhé. Con trâu là nó ngu si mà nó tĩnh lặng. Học bài này xong nhớ chọn tĩnh lặng như đại bàng, tức là quan sát và rất mạnh mẽ. Hành vi của nó thì động nhưng tâm của nó thì tĩnh, chứ không phải tĩnh lặng như con trâu, như con rùa. Rồi một ngày đẹp trời đi gặp một anh chàng ngồi dưới gốc cây rất tĩnh lặng, lấy về phát hiện anh từ Biên Hòa mới ra. Đấy. Cái đám ở Biên Hòa cũng rất tĩnh lặng, nhưng là tĩnh lặng của trâu. Mình cần tĩnh lặng như đại bàng. Quan sát chuẩn bị kỹ lưỡng. Con đại bàng khi nó vồ mồi, nó chuẩn bị có sự quan sát kỹ lưỡng. Còn cái gì mà có sẵn thì nó không quan sát. Các bạn mà lúc nào cũng nấu cơm dọn dẹp hộ đứa con thì đứa con nó ngồi ăn nó cũng chẳng thèm nhìn trước nhìn sau bao giờ. Tập vở các bạn cứ chuẩn bị sẵn cho con, bỏ vô trong cặp để ngày mai nó cứ vác cái cặp nó đến trường, sau này nó chả bao giờ quan sát bên trong cặp là cái gì. Nên cái năng lực quan sát phân tích đúc kết, khởi điểm của nó là quan sát. Muốn có được cái khởi điểm đó thì vui lòng phải cho nó tự làm. Nó tự sai thì nó tự sửa. Nên khi cái con đại bàng mà nó chủ động nó đi săn thì nó phải quan sát. Còn cứ cái gì làm sẵn thì mất quan sát. Rồi, mạnh mẽ và dứt khoát. Nó phải chủ động để nó làm việc của nó, nên cái tính cách mạnh mẽ nó tăng dần lên. Thụ động có sẵn thì tính mạnh mẽ nó yếu dần đi. Thành ra các bạn cứ nhìn thấy con chim sẻ thấy nó cứ thế nào á, nó cứ lăng xăng lộn xộn là vì thế. Nhờ. Con đại bàng là sống với khó khăn và hiểm nguy, đối diện. Nó vồ con rắn, nó rắn cắn nó là nó chết. Đối diện với khó khăn hiểm nguy. Thì con chim sẻ là đối diện với an toàn và thuận lợi. Vậy chúng ta cho con mình đối diện với cái gì? Các bạn phỏng vấn nhân sự, hỏi cái nhân viên đó đã từng đối diện với khó khăn và hiểm nguy nhiều chưa, kể cho nghe. Họ kể cho mình nhé. Kể các bạn sẽ ước chừng được cái khó khăn hiểm nguy đó nhiều hay ít, nhiều là tốt,
còn ít quá là không tốt. Đấy, thưa thầy, con là an toàn hay khó khăn? Con 7 tuổi là an toàn hay khó khăn? Khó khăn nha. Khó khăn lớn nhất của con là gì? Khó khăn lớn nhất của con là nghe lời mẹ. Vâng, lời mẹ là khó khăn lớn nhất của con. Gì nữa? Nên các bạn để ý này, một cái nhân viên nào mà nó thích nhận việc khó khăn hiểm nguy để nó làm là đứa đó không sớm thì muộn lên làm sếp. Còn đứa nào nó cứ chọn việc an toàn thuận lợi mà nó làm là đứa đó nhân viên cả đời. Vì đại bàng là sếp, chim sẻ là nhân viên như gì nữa. Mang đồ về để cho đi, con đại bàng nó mang về để nó cho đi. Con nó no rồi nó mới ăn. Còn con này nó ăn sẵn nên nó chẳng biết cho đi. Cái gì cũng miếng ăn đến miệng rồi có người khác hầu, chả biết cho đi. Tuyển nhân viên vô làm mà nó không biết giúp đỡ người khác trong quá trình làm việc, cứ thấy nó cặm cụi làm việc của nó, chẳng để ý đến ai, chẳng giúp đến ai, là nhân viên đó có một cái tâm lý là không biết cho đi. Đào tạo cực đấy, không phải dễ đâu. Cái tinh thần tập thể nó sẽ yếu về sau. Tiết kiệm từng chút một, tiết kiệm từng chút một. Còn bên này lãng phí đồ dùng chùa. Tôi đi sân bay tôi quan sát mấy cái người ở trên máy bay xuống đi toilet là họ xài giấy rất là phí. Họ rửa tay xong họ giật cái tờ giấy, giật một cái dài cả mét, họ vò vứt vào sọt rác. Vì họ cho rằng là họ mua vé máy bay là họ được dịch vụ của sân bay rồi. Đấy là cái tâm lý của chúng ta xài đồ chùa. Tâm lý này rất tệ. Bản chất giấy nó là rừng. Giấy nó là rừng là gì nữa? Nước cũng là tài nguyên thiên nhiên, giấy cũng là tài nguyên thiên nhiên. Đâu có thể nào mình bỏ ra vài triệu mua cái vé máy bay mà bị lãng phí được. Quen nắng mưa khó khăn. Quen nắng mưa khó khăn. Còn cái này tổ an toàn. Về mình đúc kết là ngày mai mình chống nóc nhà cho nắng mưa nó vào. Xong bắt con ngủ ngoài nắng mưa. Đấy, thế là quen nắng mưa khó khăn. Tổ nó, đúng không? Cái tổ của nó trông chênh ở trên một cái cây cao, chẳng có mái gì cả. Đó, nôm na là thế. Vậy nếu các bạn gặp một người học hết lớp 12 đang làm công nhân ở một nhà máy, một nhà máy nó lên đến hàng nghìn công nhân, tôi đảm bảo trong đó ít nhất một chục đứa làm sếp được về sau mà không ai lọc ra. Mà tụi nó tưởng là tụi nó dốt vì nó không học thuộc bài được, ở quê là liệt là dốt thôi, là ngu thôi, là nó đi làm công nhân thôi. Nhưng tố chất đại bàng nó còn nguyên, lọc được những đứa đó ngon vô cùng. Đại học không so được đâu, tiến sĩ không so được đâu. Ngày xưa cái thời gian đầu tiên tôi đi tuyển dụng, vừa mới mở doanh nghiệp ra có một mình với một nhân viên, là công ty có hai người sao tuyển. Chúng tôi dùng một chiêu rất đơn giản, chúng tôi đi về quê thăm lại những cái nơi mình đã sống ngày xưa, hỏi những cái gia đình mà mình quen biết là con của họ đang làm ở đâu. Những gia đình chúng tôi quen biết là chúng tôi biết cái căn cơ của họ, là trình độ họ đến đâu mình biết được. Mình lấy ngay con của họ, mà con của họ đang làm công nhân, mình săn về luôn. Thôi nghỉ công nhân này anh trả lương cao hơn về. Rồi mình đào tạo nó, vì mình biết một số đứa nó có tố chất đại bàng sẵn. Nhưng nó ở quê thì nó cứ tưởng nó là gà công nghiệp mãi, nó cứ tưởng nó là chim sẻ mãi. Mình nhấc đào tạo, cứ bình quân 3 đứa được một đứa rất ngon, cứ về mà sẵn vào. Sau đó lấy cái đội ngũ đó làm nòng cốt, mình đông nhân viên khoảng 5-10 người bắt đầu tuyển bên ngoài vào thì nó dễ. Một trong những cách tuyển ấy, rất đơn giản là hãy đi săn những cái đứa mà nó tưởng là nó dốt nhưng thực sự nó rất tốt.